À, tắc kè nhà mình nuôi này. Đấy, video trước mình có thả hai con tắc kè ấy các bạn. Đấy, giờ đang ở đây phòng này nha. Tắc kè nha. Mình vừa phát hiện một con bọ ngựa. Đấy, bọ ngựa bay vào nhà. Bây giờ mình sẽ bắt bọ ngựa để nuôi các bạn ơi. Nuôi cho nó ăn đi. Đây, bọ ngựa này. Đấy. Bọ ngựa nha, mình sẽ bắt con bọ ngựa này nha các bạn nha. Bác con bộ người để cho nó nuôi, cho nó ăn đi. Quay cho bố. Ok. Đấy. Đây nha. Bắt được một con nè. Ai 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 ai. Ui. Kẹo ấy. Quá. Thấy không? Thấy chưa? Thấy à. Nhìn thấy không? Cái này mấy. Đấy, đi. Tao quần là mạnh thế. Quay quay. Quay đi. Thả qua đây. Thấy à? Kéo đi. Kéo đi.